Anh Phong cận gà quá, có mỗi mấy con mèo ở trong Yonomali mà cũng không vượt qua được. Ai, trời ơi, mấy bạn nói hay quá. Vậy có bạn nào đã phá đảo được game này chưa? Nhớ comment xuống bên dưới tôi biết nha. Thật ra là tôi cũng rất là muốn phá đảo game này, nhưng mà game này chơi nó cũng hơi khó đó bạn, cho nên là tôi sẽ cố gắng để phá đảo được game này nha. Theo như bạn này comment thì mấy bạn muốn tôi là hôm nay sẽ gọi là khám phá cái chuồng của con mèo đúng không? Ok, nếu mà vậy thì ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau khám phá tiếp sở thú Yonomali và phá đảo cái chuồng của con mèo nha. Ok, let's go. Rồi, ok mấy ní ơi, hiện tại bây giờ chúng ta đã vào trong lại cái tựa game Yonomali của chúng ta nè đó. Và hiện tại mình đang ở trong cái chuồng của con bò mặt cười các bạn ạ. Đó, ô cái này là phô mai con bò cười đúng không ta? Hợp lý nha. Ok, thì theo như mà mấy bạn đã comment ở trong tập trước thì có nhiều bạn bảo mình á là anh ơi, cái con mèo mà khổng lồ á, cái con mèo siêu to bên kia kìa đó, con mèo bên đây nè bạn, là nó chỉ to vậy thôi chứ nó không có tấn công anh đâu, anh hãy giảm nó và lấy chìa khóa đi. Có nhiều bạn bảo mình như thế. Ok, hello chị mèo Simmy nhá, sao lại có chị mèo Simmy đứng ở đây vậy? Ồ, chị mèo Simmy thấy mình rồi, chạy 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 thôi chị ơi. Ok, mình đứng trong đây chứ chị mèo Simmy sẽ không bắt được mình đâu đó. Rồi ok, sao mà cái chị này chỉ thích mình quá vậy, chỉ cứ đi theo mình hoài luôn á. Ok rồi, rồi bây giờ tôi sẽ vào trong cái chuồng của con mèo nè để tôi thử nha bạn nha. Bùm, rồi tấn công con mèo chạy qua đây. Ok, hôm bữa là tôi có coi qua một đoạn ở trên YouTube để tìm hiểu coi cách nào để có thể vượt qua được cái màn của con mèo này, thì tôi đã biết cách rồi nha các bạn nha. Đây tôi sẽ chỉ cho các bạn nè. Đây, đầu tiên là mình sẽ bắn vô cái tấm ván này, sau đó là mình sẽ đứng vô cái dấu X chỗ này nè bạn. Đó, mình đứng vô đây. Ok, hello mấy con mèo nha. Mình sẽ bay qua bên đây. Rồi, sau khi bay qua đây xong thì mình sẽ tiếp tục bắn cái tấm ván này. Bùm, rồi ok, sau đó mình sẽ đứng vô trong cái dấu X ở trên cùng này luôn nha các bạn nha. Rồi đứng ở đây nè, rồi chuẩn bị nha. Bay thôi. Bụp. Ok, bay qua bên đây. Thôi xong rồi, bây giờ trước mặt tôi là hai con mèo đang đứng ở đây nó chờ tôi, sau lưng tôi là chị mèo Simmy, bên này thì là hai con khỉ đang chờ tôi. Bây giờ tôi đi đường nào cũng thua hết cho nên thôi mình sẽ tấn công hai con mèo, mình chạy vô trong luôn nha các bạn nha. Bùm, rồi chạy 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 chạy. Chạy vô trong nhanh, chạy vô trong nhanh. Nhanh 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 nhanh. Ok, qua được rồi. May quá. Rồi, từ từ, bây giờ mấy bạn đợi tôi nha. Đoạn này tôi sẽ bay vô bên kia lại và chúng ta quay tiếp nha các bạn. Đoạn này trời xui quá, tự nhiên bị té. Cay thiệt chứ. Rồi ok, làm lại nè, hồi nãy té đúng xui luôn các bạn, nhưng mà lần này hy vọng là sẽ không bị té nữa. Ok. Bụp. Rồi. Rồi, đoạn này phải cẩn thận đi nha. Đoạn này phải cẩn thận nè. Đoạn này là phải bắt cua nè, mình phải cẩn thận từ từ thôi Phong ơi, coi chừng té nha Phong ơi. Ok. À, nhảy qua nè. Rồi, bên đoạn này thì chỗ này sẽ có bóng đèn nè, nhưng mà có nên qua bên kia lấy bóng đèn không? Hỏi chứ không cần đâu. Ui, ui. What the hell, cái gì vậy? Trời ơi, là mình đứng ở trên đó mà con mèo vẫn bắt được mình luôn hả? What? Trời ơi, đúng xui luôn bạn ơi. Cái chuồng con mèo này là phải gọi là phải chạy nhanh nha. Mấy con mèo này nó nhanh lắm, nó có thể bắt được mình bất cứ lúc nào. Trời ơi, làm lại ơi. Bùm, rồi chạy. Chị nhanh. Ok rồi, lên được trên đây là coi như an tâm rồi. Trời ơi trời, cái gì mà sao nhiều mấy con mèo đứng ở đây chờ tôi quá vậy? 1, 2, 3, 4, 5, 6, hình như là phải 6 con mèo luôn á bạn. Ok, không sao, nó tụ hợp ở đây hết rồi thì mình tấn công một lần luôn. Bùm, rồi cả 6 con đều bị dính đạn rồi. Chạy. Nhanh. Ok. Trời ơi. Đó mấy bạn thấy không? 6 con luôn bạn ơi. Nhiều thật sự luôn trời. Ok. Lần này là phải được nha, từ nãy giờ thua hơi nhiều rồi đó, nhưng mà lần này là phải được nha. Ok, đứng vào đây nè, rồi chuẩn bị bay qua bên kia. Xui thiệt chứ, lần nào cũng bị té hoài. Rồi ok, bây giờ đoạn này là mình phải tập trung nữa bạn. Mình sẽ phải nhảy từ bên đây, mình chạy qua đây, bắt cua qua đây, sau đó nhảy qua bên này và đi bộ qua bên chỗ bên này. Ok, sau đó là bên này sẽ có một tấm ván nó bắn mình qua đây. Và cái chìa khóa hiện tại nó đang nằm ở ngay trước cái con mèo siêu to khổng lồ nè các bạn. Đó, chìa khóa nằm bên này nè. Đó, ok, mình phải làm nhanh nha các bạn nha. Mình chậm xíu thôi là mình sẽ bị mấy con mèo nó bắt liền. Ok, chuẩn bị nha. Cố lên. 3, 2, 1, chạy. Ok, chạy. Nhảy, bắt cua. Bắt cua. Ủa, cái gì vậy? Tôi bắt cua rồi, mà sao vẫn bị bắt vậy? Trời ơi, chỗ mấy con mèo này đúng xui luôn á, thiệt. Trời ơi, mấy con mèo này nó nhanh quá, trời ơi. Cay thiệt sự. Thôi, tôi hết bóng đèn rồi, tôi phải đi lượm thêm bóng đèn các bạn ơi, khổ quá, trời ơi trời. Cái chuồng con mèo này đúng khó qua luôn các bạn ơi. Ôi, chị mèo Simmy. Ơi, chị mèo Simmy ơi. Bình tĩnh chị ơi, em xin lỗi. Lần này nhất định là phải làm được nha các bạn nha, từ nãy giờ thấy hơi xui đó. Bùm, rồi, chạy. Rồi ok bạn, lần này làm lại nè. Bây giờ mấy con mèo nó đang đứng ở bên dưới chân tôi nè. Tôi sẽ phải chạy thật là nhanh nha, ok. Hồi nãy là xui rồi đó, giờ làm lại nè. Chuẩn bị nè, 3,
2, 1, chạy. Ok, chạy hẳn luôn, chạy hẳn luôn. Kệ cuộc đời luôn, chạy hẳn luôn. Chạy hẳn luôn, chạy hẳn luôn. Chạy thẳng luôn. Leo đây, leo đây. Hình như trên đây cũng ok rồi đó. Ê mà khoan, hình như chỗ này là sai đường rồi. Chỗ này bắn qua bên kia cũng được, nhưng mà phải canh. Phải canh không thôi là sẽ rơi vô trong người của con mèo siêu to bên kia. Để tôi thử nha. Hy vọng là tôi sẽ làm được. Bụm, bắn cái này xuống nè. Rồi, đứng vào đây, đứng vào đây, đứng vào đây, đứng vào đây. Ok. Hy vọng là tôi sẽ bay vô bên kia không bị dính vô con mèo. Ok. Ủa? Rồi bay lên đây rồi sao nữa? Ủa rốt cuộc là bay qua đây rồi sao nữa? Trời ơi, mấy con mèo nó ở dưới chân tôi kìa. Trời ơi, giờ tôi lên đây rồi, giờ tôi đi đâu nữa? À, ở bên đây có bóng đèn, ở bên đây có bóng đèn. Ok, nhảy xuống kia lấy cái bóng đèn mới được. Nhảy xuống đây. Trời ơi! No! Trời ơi, té đúng rồi. Sao mình xui quá vậy? Rồi, làm lại nha. Lần này phải được nha. Ok, chạy nè. Trời ơi, nãy giờ có mỗi cái chuồng con mèo này thôi mà mãi chưa hoàn thành được luôn á các bạn. Bây giờ là mình sẽ nhảy xuống dưới kia. Mình lượm cái bóng đèn ở dưới kia, xong rồi mình sẽ bắn mình từ cái tấm ván này, mình bay vô bên này. Rồi sau đó mình sẽ có thể nhảy xuống đây để mình lấy cái bóng đèn ở trước mặt con mèo được. Ok, hy vọng là sẽ làm được. Ủa? Sao chỗ này nó có cái tấm ván tàng hình nữa bạn? Ủa? À, vậy là chỗ này có đường đi mà mình không biết. Ok. À, vậy là dễ hơn rồi nè, đoạn này dễ hơn nè. Đây đây, mình sẽ bắn cái tấm ván này xuống. Mình sẽ bay người, mình bay qua bên kia. Ok, sau khi bay lên trên kia xong, mình sẽ bắn tấm ván này, mình bay qua bên đây. Xong rồi mình từ trên đây mình nhảy xuống là mình sẽ có thể lượm được cái chìa khóa. Hợp lý. Trời ơi, sao tự nhiên thông minh đột xuất vậy ta. Bay qua đây. Ui, no. Sao lại té được? Rồi, bắn cái tấm dáng này xuống. Bùm. Rồi, sau đó mình sẽ đứng vô trong cái dấu ít này, bay vô bên kia là xong. Trời ơi, quá đơn giản mấy ní ơi. Rồi, ok, chìa khóa đang ở trước mặt chúng ta rồi. Bây giờ mình chỉ cần nhảy xuống dưới kia thôi là mình lượm được cái chìa khóa rồi đó. 1, 2, 3, nhảy. Ui. Yes. Cảm ơn ông trời. Cảm ơn cha mẹ đã sinh con ra. Tôi khổ quá bà mấy bạn ơi. Cuối cùng tôi cũng lấy được cái chìa khóa rồi. Ê, nhưng mà sao con mèo nhìn tôi ghê thế nha. Mà tính ra con mèo to này nha bạn, mình tưởng là nó sẽ đuổi mình. Ai dè đâu, con mèo này nó chỉ đứng nhìn mình như thế này thôi bạn ạ. Trời ơi, mà cũng may đó, con này mà đuổi chắc khỏi chạy luôn á. Giờ sao xuống đây. Thôi chắc chấp nhận cho mấy con mèo nó bắt tôi lần nữa đi. Ok, rồi bắt đi. Rồi, ok. Lấy được chìa khóa là được rồi. Rồi, tạm biệt cái chuồng mèo nha. Không bao giờ gặp lại. Tôi sẽ không bao giờ quay trở lại chỗ này thêm một lần nào nữa các bạn ạ. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi đến với cái chuồng của con quái vật khác nha các bạn nha. Và cái chuồng lần này chúng ta sẽ tới, đó chính là chuồng của con voi nha các bạn. Đấy, có mấy bạn bảo tôi là anh hãy gọi là chinh phục, lấy được chìa khóa của chuồng con mèo và chuồng con voi đi. Ok. Đây rồi mấy ní ơi, chuồng của con voi nè. Tôi không biết là chuồng con voi liệu rằng nó có khó như là chuồng của con mèo hay không, nhưng mà cái chuồng con mèo hồi nãy là đúng khó luôn các bạn. Còn chuồng voi không biết nha. Giờ để vô xem thử con voi nó sẽ tấn công chúng ta như thế nào nè. Đây nè, hình như cái chỗ này là cái cửa nè. Ok, cái cửa mình sẽ đi vào đây. Và con voi đây nè bạn thấy không, con voi đang di chuyển ở bên kia kìa. Đấy, giờ là mình hình như cái này là mê cung mấy bạn ạ. Mình phải vừa đi mà mình phải vừa né con voi nha. Gì ghê quá. Giật mình. Tôi bị yếu tim. Từ từ được không? Trời ơi, tôi bị yếu tim mấy ní ơi. Khổ thiệt sự. Ui, con voi này nó đuổi nhanh lắm nha các bạn nha. Con voi này chạy cực kỳ nhanh luôn nha. Đó, trời ơi, bạn thấy không? Ủa, còn cái này là gì đây? À, cái này là cái cửa để chặn con voi lại. Rồi mình đi đâu tiếp? Bây giờ mình vô đây rồi, như là cái này là cái mê cung. Ui, chỗ này trốn con voi. Qua bên đây, hình như là phải qua bên đây. Mở cửa nhanh lên. Đóng cửa lại, con voi nó qua bây giờ, đóng cửa lại nhanh lên. Rồi ok, đóng cửa hình như. Mình chặn đường được con voi rồi mấy ní ơi. Đầu tiên của mấy ní ơi. Phải đường này không? Ủa không, đường này ra lượm được hai cái bóng đèn. Còn chìa khóa tôi đâu? Chìa khóa tôi như nằm ở bên kia. Trời ơi, cái này là cái nguyên cái mê cung luôn bạn ơi. Mình phải vừa đi, mình phải vừa giải mã mê cung nè. Nhưng mà hình như là mình chặn được con voi bên này rồi. Cho nên nó sẽ không tấn công mình được nữa. Ừ, tôi nghĩ là thế. Ok, đứng xa ra xíu nha các bạn. Con này tấn công là toan luôn đó. Ok. Bên này sẽ mở khóa ra một cái đường khác. Đây rồi. Ủa, sao dễ quá vậy? Ủa,
tưởng là cái chuồng con voi nó phải khó lắm chứ sao nó dễ quá vậy bạn. À khoan chưa nha, mình chỉ mới lụm được thôi, bây giờ mình phải thoát ra ngoài nè, cái đoạn thoát ra ngoài mới căng thẳng nè. Đó, bây giờ là phải vừa chạy vừa né con voi nè, coi chừng là bị con voi nó bắt phát là xong luôn đó. Rồi đi qua bên đây, mình sẽ sử dụng cây súng này của mình để tấn công con voi, sau mình sẽ chạy nha các bạn nha. Ok. Đây nè, con voi nó đang đi qua chỗ mình nè, đấy. Mình mở cái cửa ra cái là nó nhào vô tấn công mình liền, hiểu không? Ok, cho nên mình sẽ khởi động cây súng của mình lên trước. Đó. Mở cửa nè. Con voi lại đây. Bùm. Rồi nó bị mù quay, chạy, nó bị mù quay, chạy. Ôi, may quá tôi vừa kịp chạy ra ngoài luôn các bạn, xem nó bị nó bắt rồi. Khóa cửa lại luôn, nhốt mày trong đó luôn nè con. Nhốt mày lại em đó luôn nè con. Cái đồ con voi đáng ghét. Ok rồi, xong. Ê, tính ra gì dễ ta. Tính ra tôi tưởng là chuồng con voi khó lắm chứ ai dè cũng dễ vậy nè. Rồi, vậy là chúng ta tổng cộng đã kiếm được 7 cái chìa khóa. Hôm nay tôi sẽ cố gắng kiếm được thêm 3 cái chìa khóa nữa để được thêm 10 cái chìa khóa nha các bạn nha. Ok, 10 cái chìa khóa thì chúng ta sẽ quay thêm 2 tập nữa là chúng ta sẽ hoàn thành nha. Ôi, cái gì vậy? Ôi, các bạn ơi, cái con gì bên đây ghê quá vậy? Ôi, cái con này lần đầu tiên tôi thấy nha. Mấy cái tập trước tôi chơi tôi không có thấy, lần này tôi mới thấy nha các bạn. Cái con gì bên đây nó cao dữ vậy? What? Ôi, từ để tôi thử tôi lại gần tôi coi cái con này như thế nào nha các bạn. Tôi nhìn tôi tò mò quá, tôi không biết nó như thế nào nè. Tôi thấy nó cao quá nè. Coi bộ rồi, con này là không biết nó chạy nhanh đâu mà nó cao vậy chắc chạy nhanh lắm nha. Nó thấy mình rồi, nó lại gần mình đây. Ui, nó đuổi rồi. Ui, lộn, chạy đường này. Ui, ui, may quá, xém nó bị bắt. Ui, cái con này nó giống kiểu như là Slenderman đó bạn, nhưng mà hình như nó là con gấu hả? Ui, con này nó có cái lỗ tai của con gấu nữa bạn. À, đây là chị mèo Simmy phiên bản ốm. À, ốm như ốm nhách cao gọi là 8m. À, ok. Chị mèo Simmy phiên bản ốm như ốm nhách cao 8m. Thôi. À, chị thì chắc lần sau em sẽ quay trở lại thăm chị sau nha. Em đi đây nha chị nha. Cái này là hình như là con gấu nữa bạn. Trời ơi con gấu mà nó cao dữ vậy ta. Hello bạn cóc nha. Trong đây tôi thấy có mỗi con cóc này là nhìn dễ thương nữa bạn. Bạn công nhận tôi không? Con cóc này là con duy nhất tôi thấy nó dễ thương. Nhìn cái mặt nó đỡ đáng sợ nhất mà nhìn nó cute nhất. Còn mấy con khác con nào nhìn cũng ghê hết. Rồi bây giờ còn 3 chìa khóa nè. Để xem coi mình sẽ đi vô chuồng con gì tiếp theo đây ta. Tôi hồi hộp quá mini ơi. Ở chỗ này tôi thấy nó có một cái cửa nè mọi người, nhưng mà ủa mở được nè. Ủa cái chuồng này chuồng của con gì mà vô được vậy? À, cái chuồng này nó được xây giống như kiểu một cái lồng á bạn. Vậy có thể là cái con trong đây là con chim hoặc là con gì đó nè, nó mới có cái lồng như thế này nè. Đừng có nói với tôi là một cái con chim siêu to khổng lồ nó sẽ lao ra nó bắt tôi nha trời. Ok, để tôi đi thử vòng vòng để tham quan coi không biết có con gì trong đây không ta. Có con gì trong đây không? Không có quá vú. Ủa sớm có con nào trong đây vậy? Vậy là hình như trong đây là chỉ có chìa khóa thôi chứ nó không có con gì trong đây hết các bạn ạ. À. Ok, vậy thì yên tâm rồi đó. Đây. Ok, mình sẽ đứng vô trong cái dấu ít này. Cái game này hay ở chỗ nó cho mình mấy cái dấu ít này nè các bạn, để mình đứng vô để mình bay cho nó mình đỡ bị té đó các bạn. Ok. Rồi. Ủa. Ấy da. Ui, trời, tôi bị dính cái đầu tôi vô trong cái cục này. Không được, được, làm lại. Cái này là phải canh nha các bạn nha, mình không canh kỹ là mình dễ bị gọi là dướng lại lắm mấy bạn ạ. À. Đây phải canh nè. Ok. Bay nè. Ui. Ủa rồi đến cái đoạn này rồi đi đâu tiếp ta? Tôi nhìn thấy xung quanh này nó không có cái đường nào để đi hết trơn á. Ủa khoan, từ hay là mình phải nhảy xuống bên dưới này nhờ. Ờ chắc là vậy. Ok thử nha. Hí. Bụp. Rồi ok, xuống dưới đây. Sau đó là ở chỗ này nó có tấm dáng nè, hình như mình phải bay tiếp hay sao nè. Rồi đứng vào đây. Rồi. Bay qua kia tiếp. Trời ơi. Xém té luôn mấy ní ơi. Trời tôi đứng ở chỗ này tôi xém té luôn nè trời. Trời may tới xém té. May quá. Rồi, hình như là cái chìa khóa là nó nằm ở trên đầu của chúng ta nè bạn. Cái chìa khóa đang nằm trên đầu của chúng ta nè. Tôi có một cái này là hack game nha các bạn nha. Vô cùng hay luôn nữa bạn biết là gì không? Đây bạn coi nha. Cái game này á nó có một cái này khá là đặc biệt, đó chính là nếu chúng ta ngồi xuống nó đứng ở ngay chỗ này nè thì chúng ta sẽ không bị bay nha các bạn. Đó. Chúng ta sẽ được giữ lại ở trên đây và cái chìa khóa đang nằm ở phía trên này. Mình chỉ cần đứng lên, sau đó mình nhảy lên, mình lụm. Trời ơi, game quá dễ đối với phòng. Tôi nhìn tôi biết cây chìa khóa nằm trên đây mà. Ok, vậy là chúng ta đã được 8 cái chìa khóa rồi, còn thiếu 2 cái nữa nha các bạn nha. Ok, đi tiếp. Ơ tính ra tôi tưởng là cái chuồng có nguyên cái lồng như thế này thì tất nhiên là nó phải nuôi con chim hay con gì đó kiểu gọi là ghê ghê ở trong này nha. Hóa ra nó không có con gì trong đây hết các bạn ạ. À. Hơi buồn, hơi tiếc. Tôi đang hóng coi có con nào nhìn ghê ghê hơn xíu không? Rồi mà tôi nhớ hình như là lần trước tôi có xem một cái người họ chơi cái game này. Thì hình như là ở trong cái game này á nha bạn là có cả con cá nè.
Rồi có thêm cả con, cái con gì nó chạy nhanh lắm mấy bạn, tôi không nhớ nữa. Nhưng mà trong những tập sau tôi sẽ khám phá những con đó cho bạn coi nha. Ok. À đây, đây đây đây, hình như cái hồ con cá là cái chỗ này nè, đúng không, đúng không? Cái này là cái hồ nước nè bạn. Hình như tôi nhớ là mình chỉ cần bị té xuống nước thôi là sẽ có một con cá nó nhảy lên ăn thịt mình liền. Đây, để tôi test thử cho bạn coi nha. Đó, đó, thấy không, biết ngay mà, tôi nhìn tôi biết ngay mà, cái hồ này nè. À, ok, thì nếu như bạn nào mà muốn tôi sẽ chinh phục cái hồ này, các bạn hãy nhớ comment xuống bên dưới cho video đạt được 3.000 like nha bạn. 3.000 like tập sau tôi sẽ khám phá cái hồ này nha. Ok, còn tập này thì tôi sẽ đi tập trung tôi kiếm chìa khóa trước. Tôi phải kiếm được thêm 2 cái chìa khóa nữa bạn ạ. À. Ok, đi 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 đi. Rồi rồi rồi, xong rồi, đi một hồi tiên thấy hai chị mèo Simmy đứng trước mặt luôn. Thôi thôi, ok ok, đi đường khác, đi đường khác. Hai chị chặn đường em vậy á, ông nội em cũng không dám chạy nữa. Nên thôi đi đường khác cho chắc ăn. Trời ơi trời. Ok, đến cái chuồng tiếp theo thì cái chuồng nè, tôi thấy có một cái chìa khóa nằm ngay chỗ này nè. Có vẻ là khá là dễ lấy đó, để tôi vô tôi xem coi lấy bằng cách nào nha. Ok. Đi vào đây, ở trong đây thì nó sẽ có đường cho mình leo lên không ta? Ủa, nó không có đường cho mình leo lên đó bạn ạ. Ở khoảng từ, bên này có nè, bên này có nè. Hình như đi bằng đường này đúng không? Ok, và sau khi lên được trên đoạn này xong, hình như là mình sẽ phải bay mình qua bên kia nè. Bay qua bên kia xong mình sẽ dùng cái này, mình bay tuốt qua bên đây và mình sẽ có thể lấy được cái chìa khóa bạn ạ. Nói chung là cái màn này thì nó không có quái vật, màn này thì mình quan trọng là phải tìm được chìa khóa thôi. Đó, cho nên là mình sẽ lấy được chìa khóa rồi chúng ta sẽ đến chuồng khác nha các bạn nha. Rồi, sau khi bay qua đây xong thì mình sẽ qua bên đây rồi mình bay qua bên kia nữa là xong. Bùm. Rồi tôi hết bóng đèn luôn rồi mấy nấy rồi, tôi hết bóng đèn rồi đó. Giờ tôi chỉ có thể đứng đây, tôi gọi là tùy vào số phận thôi các bạn ạ. Đó, bay qua, đừng té nha. Ui trời ơi. May quá, trời ơi té đúng vị trí luôn. Rồi bây giờ là đi qua đây nè. Ok, lượm thêm bóng đèn nữa nè. Rồi ở chỗ này có đến tận 3 tấm ván thì biết đi bằng tấm ván nào trời. À, không, chỗ này là không qua được rồi nè. Vậy chắc là tôi nghĩ là 2 tấm ván này thôi. Để tôi sẽ thử test tấm ván đầu tiên thử nha các bạn nha. Ok. Bắn nè. Rồi sau đó mình sẽ chạy vào đây, đứng vào trong cái dấu ít này. Rồi, bay lên. Ui, bay tận qua đây luôn hả? Ui. À, chìa khóa trước mặt chúng ta rồi. Ok, vậy thì dễ thôi. Bây giờ mình chỉ cần bắn cái này xuống. Rồi, sau đó mình chạy ở đây mình lượm chìa khóa thôi. Yes! Chính cái chìa khóa rồi nha các bạn nha. Chính cái chìa khóa rồi nha. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với cái chìa khóa cuối cùng. 20 cái chìa khóa thì bây giờ mình kiếm được 10 cái, tập sau mình kiếm thêm 5 cái. Rồi thêm một tập mình kiếm thêm 5 cái nữa là mình phá đảo game, có nghĩa là mình còn 2 tập nữa là mình sẽ phá đảo game mấy bạn ạ. À. Ok. Rồi, ok, từ chuồng này trong đây có gì nè? Hình như chìa khóa ở đây đúng không? Đây. Chìa khóa đang nằm ở trong này. Ok, nhưng mà ở đây mình phải cần có một cái chìa khóa khác nữa để mình mở cái ổ khóa này thì mình mới lấy được chìa khóa bên trong kia. Ok, nhưng mà chìa khóa giấu ở đâu? Chìa khóa nằm ở đâu? Ủa, sao con kia chạy nhanh như vậy? Các bạn thấy mấy giờ có con kia chạy nhanh ơi nhanh luôn không? Ui, nó chạy các bạn ơi, mình lại gần nó là nó chạy nè. À, vậy là cái con này nó giữ chìa khóa hay gì đúng không? Từ từ, thấy không? Khoan, không phải, cái con này không phải, nó không có giữ chìa khóa. Trời ơi, tôi thấy nó chạy nhanh, tôi tưởng là nó đang giấu chìa khóa các bạn ạ. À. À, con này cũng là con ếch luôn nè các bạn, nhưng mà con ếch phiên bản màu đỏ nha. Ủa, chìa khóa nằm ở đâu trời? À, đây. Hay, tôi thấy có một con trên đầu của nó có cái chìa khóa nữa bạn. Ủa, đây, đúng rồi. Hóa ra là chìa khóa nằm ở trên đầu của con này. Ok, ủa sao bị kẹt rồi? Ủa, tôi bị kẹt rồi. Ủa? Trời, cái chìa khóa ở trước mặt tôi mà tôi bị kẹt, tôi không lên được các bạn ơi. What the hell? Rồi ok, ra được rồi, đi đường vòng, đi vòng qua đây. Ok. Rồi, con kia đưa chìa khóa đây nhanh lên. Ui, nó chạy các bạn ơi. Cái con này nó giữ chìa khóa, nó thấy mình lại gần nó chạy kìa. Rồi, cái con quỷ thiệt chứ, đứng lại coi. Đứng lại. À, đây rồi, chạy đâu cho thoát. Chạy đâu cho thoát. Rồi, lấy được chìa khóa rồi. Ủa, vậy tính ra là hai cái chìa khóa cuối cùng của mình hơi bị dễ luôn các bạn nè. Rồi, 10 cái chìa khóa luôn rồi. Ủa gì dễ dữ trời. Ủa, hôm nay tôi kiếm được 10 cái chìa khóa hơi bị dễ luôn á nha. Ok bạn ơi, vậy là coi như mình nghĩ rằng là ngày hôm nay mình đã hoàn thành xong nhiệm vụ là tìm được 5 cái chìa khóa tiếp theo rồi đó. Và còn 2 tập nữa thôi thì mình sẽ cố gắng trong 2 tập sắp tới mình sẽ tìm ra thêm 10 cái chìa khóa nữa là 20 chìa khóa thì mình sẽ giành chiến thắng nha các bạn nha. Ok, phá đảo game nha các bạn. Và nếu như bạn nào mà muốn mình tiếp tục làm tiếp cái tựa game Yonomaly này á thì các bạn đừng quên là hãy để cho video này đạt được 5.000 like nha. 3.000 like tôi sẽ gọi là khám phá cái chuồng của con cá. 5.000 like tôi sẽ ra tập tiếp theo sớm cho các bạn coi nha. Ok chưa? Rồi, vậy còn chần chờ gì nữa mà không kéo xuống bên dưới nhấn like cái video này liền đi các bạn. Và đừng quên là đăng ký kênh nữa nha. Còn bây giờ thì thời lượng video này cũng rất là dài rồi, cho nên mình nghĩ mình sẽ kết thúc video tại đây. Và hẹn gặp lại anh em ở những video Yonomaly lần sau nhé. Còn bây giờ thì bye bye. Và hẹn gặp lại anh em ở những video lần sau. Bye bye, see you again. Hello team.